Còn có phần khách mời phía sau, cho nên tôi xin phép là sẽ trình bày tiếp luôn cái phần nội dung thứ ba mà muốn trao đổi với các anh chị, đấy là về việc là xây dựng một cái mô hình hệ thống công nghệ thông tin 2 tốc độ. Thế thì trong cái quá trình khi mà chúng ta xây dựng chuyển đổi số thì rõ ràng các anh chị cũng thấy rằng là cái công nghệ thông tin luôn luôn là cái nền tảng rất là quan trọng, giúp chúng ta có một hệ thống có thể vận hành ổn định và giúp chúng ta có đủ năng lực để mà chúng ta triển khai những cái cách thức mới, những cái ứng dụng mới, những cái sáng kiến mới trên cái hệ thống công nghệ thông tin của chúng ta. Thế thì trong quá trình khi mà chúng ta thực hiện chuyển đổi số thì cái câu chuyện liên quan đến hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cũng là một vấn đề mà chúng ta cần phải nhìn nhận và đánh giá rất là cẩn thận. Và cái xu hướng hiện nay khi mà xây dựng hệ thống công nghệ thông tin ấy, thì người ta sẽ đi theo cái mô hình hệ thống thông tin 2 tốc độ. 2 tốc độ như nào? Cũng là nó có hai cái vế mà các anh chị có thể nhìn thấy trên cái bản đồ hôm nay. Cái vế bên trái nghĩa là cái vế liên quan đến sự ổn định, nghĩa là với các doanh nghiệp khi người ta có những hệ thống gọi là hệ thống lõi đảm bảo cái sự vận hành của doanh nghiệp thì nó cần cái sự ổn định, cái sự hiệu quả và được chứng minh trong một cái thời gian dài. Nghĩa là ở đây là cái nơi mà đảm bảo rằng sự sống còn của doanh nghiệp đấy. Nghĩa là nếu mà không có những hệ thống này thì doanh nghiệp có thể là không hoạt động được hoặc là gặp rất là khó khăn trong quá trình vận hành của mình. Thì đây là nơi mà chúng ta cần áp dụng được cái sự kỷ luật, cái sự ổn định và chúng ta cần có cái sự rất là bình tĩnh trong cái việc là khi mà chúng ta có những sự tác động vào hệ thống này thì đây là cái nơi mang tính chất là nền tảng cốt lõi cho hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta chỉ có một cái bên nền tảng cốt lõi với sự ổn định như vậy thì nó sẽ không đảm bảo sự thích ứng của doanh nghiệp và chúng ta cần một cái hệ thống tốc độ thứ hai, đó là cái tốc độ mang tính chất là chúng tôi gọi là hệ thống vệ tinh. Đó là bên cạnh những cái hoạt động liên quan đến cốt lõi thì có những hoạt động liên quan tới khách hàng bên ngoài, có những hoạt động liên quan đến những nghiệp vụ bên ngoài, có những vấn đề liên quan tới những cái cơ hội mới thì chúng ta có thể xây dựng những cái hệ thống mới mà ở đó nó áp dụng cái sự tính sáng tạo cao, ở đó áp dụng những cái công nghệ mới mà chúng ta có thể dễ dàng thay đổi, dễ dàng chuyển đổi và nó rất là tinh gọn để giúp chúng ta dễ dàng thích ứng với tất cả những cái thay đổi từ thị trường và từ khách hàng. Thì khi mà chúng ta có thể duy trì được đồng thời cả hai cái yếu tố này thì chúng ta vừa đảm bảo cái sự sáng tạo cho doanh nghiệp và chúng ta cũng vừa đảm bảo được cái tính ổn định trong cái vận hành và những vấn đề liên quan đến hệ thống cốt lõi của doanh nghiệp. Thì bên dưới nó sẽ luôn luôn liên quan đến những vấn đề liên quan đến hạ tầng, liên quan đến phần cứng, hệ thống mạng, an toàn thông tin và hệ thống định danh, đúng không ạ? Thì khi mà đưa chúng ta có một ý tưởng, chúng ta xây dựng một ý tưởng thì chúng ta cũng cần luôn luôn suy nghĩ rằng là cái ý tưởng này nó có tác động như thế nào đến cái hệ thống lõi mà chúng ta yêu cầu sự ổn định vận hành, hay là nó có cần được triển khai trên những cái mô hình hệ thống vệ tinh và cần có sự thay đổi liên tục, cần có sự tinh gọn, cần có sự tùy biến để mà đáp ứng được cái nhu cầu thị trường. Thì với tất cả những cái sáng kiến số khi mà chúng ta đưa vào triển khai thì chúng ta cần xem xét cái sự tác động của nó và chúng ta lựa chọn được cái mô hình triển khai nó rất là phù hợp. Và trong cái quá trình khi mà chúng ta xây dựng một hệ thống công nghệ tin ấy, thì dần dần chúng ta cũng cần có sự chuẩn hóa về việc là hệ thống công nghệ tin của doanh nghiệp. Trong đó chúng ta cần có xây dựng những cái mô hình quản trị đó là liên quan tới việc là những cái vai trò, những cái chức năng, những cái đối tượng tham gia trong cái quản trị công nghệ thông tin là gì và người ta cần tuân theo những cái mô hình hay những cái kỷ luật như thế nào. Thì trên thế giới cũng có rất nhiều những cái mô hình để mà các anh chị có thể tham khảo. Bên cạnh đó thì chúng ta hình dung được rằng là cái kiến trúc doanh nghiệp ở đây xin nói là kiến trúc về công nghệ thông tin của doanh nghiệp thì người ta đang xây dựng, chúng ta đang định xây dựng như thế nào, công nghệ sẽ có những lớp lang nào trong cái hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp và chúng ta cần xây dựng nó ra sao. Và từ khi mà chúng ta hình dung được rằng cái mô hình quản trị cũng như cái kiến trúc công nghệ thông tin của doanh nghiệp thì mình sẽ có thể hình thành cái mô hình vận hành hiệu quả và từ đó thì xây dựng những cái sáng kiến số để mà chuyển đổi hệ thống công nghệ thông tin của chúng ta một cách tốt nhất. Thì đây là một cái ví dụ về rất là đơn giản về việc là khi mà chúng ta xây dựng một cái bức tranh về công nghệ thông tin của doanh nghiệp thì nó bao gồm những điều gì, về mặt hạ tầng chúng ta có là gì, về mặt hệ thống cốt lõi, hệ thống lõi của chúng ta mà yêu cầu vận hành ổn định là gì, ví dụ như là những cái hệ thống liên quan đến quản trị nguồn lực doanh nghiệp sẽ là những cái vấn đề liên quan đến hệ thống lõi mà chúng ta cần đảm bảo sự ổn định vận hành. Ngoài ra thì có những cái lớp bên trên, ví dụ như liên quan đến việc là những cái phần giao tiếp với bên ngoài, nó sẽ là những cái ứng dụng vệ tinh để mà từ đó chúng ta luôn luôn phải áp dụng những công nghệ mới, những hình thức mới để mà chúng ta có thể nâng cao cái trải nghiệm của khách hàng, chúng ta có thể nâng cao hiệu quả khi mà chúng ta tương tác với khách hàng của chúng ta và đảm bảo cái sự thích ứng linh hoạt của chúng ta đối với thị trường. Thế thì về nguyên tắc thực hiện cái việc là xây dựng hệ thống công nghệ tin này thì nó có một số nguyên tắc sau. Đấy là chúng ta phải tập trung về việc là phát triển các cái năng lực cốt lõi, đó là như các anh chị cũng nghe là
dần dần với các doanh nghiệp thì chúng ta cần phải tự làm chủ phần công nghệ của chúng ta, đúng không? Chúng ta biết rằng chúng ta có công nghệ gì, chúng ta có thể quản trị được nó chứ không phải là phụ thuộc vào các đơn vị bên ngoài. Cái thứ hai là cái liên quan đến vấn đề là an toàn thông tin. Các anh chị làm việc trong lĩnh vực liên quan đến khách hàng, liên quan đến các đối tác bên ngoài thì rõ ràng là chúng ta có rất nhiều cái thông tin mà chúng ta thu thập được, thì làm thế nào để chúng ta đảm bảo cái thông tin đó, bên cạnh tất cả cái thông tin về cái vận hành của doanh nghiệp cũng là một vấn đề rất là quan trọng. Rồi thì trong cái quá trình khi mà chúng ta sử dụng và chúng ta xử lý vấn đề liên quan hệ thống công nghệ thông tin thì làm thế nào chúng ta quản trị nó một cách tốt nhất, ai là người có thể có quyền truy cập, ai có thể không truy cập, truy cập đến mức độ nào thì cũng cần là những cái vấn đề chúng ta cần thực được định danh rất là cụ thể bằng cả những cái quy tắc và nguyên tắc thực hiện. Và chúng ta cũng cần có những cái sự nâng cao về cái phương thức hoạt động của doanh nghiệp thông qua những cái công nghệ mới, thông qua việc là thúc đẩy những cái cách thức làm việc mới mà các cái đơn vị tiên phong hiện nay trên thị trường đã thực hiện. Thế thì để mà xây dựng một cái lộ trình chuyển đổi công nghệ tin thì chúng ta trải qua những cái bước cũng rất là cơ bản. Đầu tiên là chúng ta thông qua những cái việc khảo sát để mà nắm rõ được rằng là hiện trạng của công nghệ tin hiện nay chúng ta là gì. Tất cả những cái chúng ta cần có nhìn nhận về những cái tầm nhìn về những cái định hướng kinh doanh của doanh nghiệp mà chúng ta đang hướng tới, doanh nghiệp của chúng ta muốn ở vị trí nào trong 3 đến 5 năm tới, thì từ đó thì chúng ta mới có thể hình dung được rằng là những cái kiến trúc công nghệ thông tin mà chúng ta cần xây dựng cho hiện tại và tương lai là gì. Thế thì thông qua quá trình chúng ta thu thập thông tin và chúng ta phân tích nó thì chúng ta xây dựng ra được các cái sáng kiến số, và chúng ta xây dựng một cái lộ trình để chúng ta chuyển đổi cái hệ thống công nghệ thông tin của chúng ta từ những cái mô hình truyền thống mang tính chất là legacy để thành những cái mô hình mang tính chất là hệ thống hai tốc độ, mang tính chất vừa đảm bảo sự ổn định và cũng vừa đảm bảo cái tính linh hoạt của doanh nghiệp trong quá trình chúng ta thực hiện. Thế thì thường những cái hệ thống những cái sáng kiến liên quan đến chuyển đổi hệ thống công nghệ tin thì nó sẽ rơi vào một trong ba cái nhóm sau. Thứ nhất là cái nhóm liên quan đến hạ tầng, những người liên quan đến việc là ví dụ như dịch chuyển đến điện toán đám mây, những cái vấn đề liên quan đến chuẩn hóa hệ thống công nghệ tin của chúng ta, hay là củng cố về hệ thống mạng hay là bảo mật, thì đấy là những vấn đề liên quan đến hạ tầng. Cái thứ hai là thường là cái nhóm thứ hai là nhóm liên quan đến ứng dụng. Ứng dụng ở đây thì có thể là ứng dụng phục vụ cho cái nghiệp vụ cho các anh chị đang hoạt động trong doanh nghiệp của mình, ví dụ như nghiệp vụ tài chính kế toán, nghiệp vụ nhân sự, hay là nghiệp vụ sale marketing, hoặc là nó cũng liên quan đến, hoặc là có thể là những ứng dụng phục vụ cho khách hàng của chúng ta, thì nó đều thuộc cái nhóm thứ hai là nhóm ứng dụng và nền tảng. Cái nhóm thứ ba mà là một cái xu hướng mà rất là nhiều doanh nghiệp hiện nay người ta đang thực hiện, đó là liên quan đến dữ liệu. Như các chị cũng đang thấy, đã nghe nói rất nhiều bên người ta nói đúng không? Dữ liệu hiện nay là một cái mỏ vàng mà các doanh nghiệp đang tập trung khai thác. Thế thì mình khai thác nó như thế nào, mình quản lý nó như thế nào, mình có thể khai thác được những giá trị gì từ đó, và chúng ta làm thế nào để biến dữ liệu mà chúng ta đang có trở thành những cái tài sản của doanh nghiệp chứ không phải chỉ là những cái mỏ vàng thô nữa, thì đấy là một cái vấn đề mà chúng ta cần suy nghĩ thông qua việc là chúng ta tích hợp những hệ thống và những công nghệ mới trong quá trình chúng ta khai thác và quản trị dữ liệu. Một số cái ví dụ mà đây tôi đã đưa trong tài liệu để các anh chị có thể xem rõ hơn, ví dụ như là những cái vấn đề liên quan hạ tầng, như là các doanh nghiệp người ta nâng cấp về cái mặt mà hạ tầng công nghệ thông tin, những cái hệ thống cơ sở dữ liệu của người ta, những cái nơi lưu trữ dữ liệu của người ta thông qua những hệ thống như DCIA, hay là những cái hệ thống hạ tầng mạng có tính chất bảo mật tốt hơn, thì đều là có những cái liên quan đến việc là chúng ta nâng cao cái khả năng ổn định và vững mạnh của hệ thống công nghệ thông tin của chúng ta. Hay là liên quan đến ứng dụng và nền tảng thì có rất nhiều cái doanh nghiệp người ta tập trung vào việc là làm thế nào để kết nối các cái nhân viên trong doanh nghiệp, người ta có thể hợp tác làm việc với nhau trên cái môi trường số thông qua những hệ thống mà kết nối với nhau, thông qua những hệ thống mà vừa đảm bảo rằng là chúng ta có thể tương tác làm việc với nhau trên cùng thời điểm. Thì đây là trong một trong những vấn đề mà rất nhiều doanh nghiệp người ta tập trung ưu tiên, đặc biệt là trong thời gian Covid vừa qua, khi mà chúng ta phải giãn cách và chúng ta phải làm việc tại nhà, thì cái việc là chúng ta có thể làm việc trên môi trường số, trên một cái nền tảng số để có thể hợp tác với nhau là một yếu tố rất là quan trọng. Cái vấn đề thứ ba như tôi nói, ví dụ về việc dữ liệu, thì đặc biệt là với rất nhiều doanh nghiệp trong quá trình khi người ta cung cấp những sản phẩm dịch vụ cho khách hàng thì người ta thu thập được rất nhiều dữ liệu. Tuy nhiên dữ liệu nếu mà nó nằm lẻ tẻ thì nó sẽ không có mang lại giá trị, bởi vì nó không giúp hình thành được một cái hình dung về khách hàng cũng như hình dung được về cái thói quen và hành vi của người ta. Thì câu chuyện của rất nhiều doanh nghiệp hiện nay là người ta muốn xây dựng một cái nơi người ta gọi là hồ dữ liệu, hay là từ tiếng Anh là data lake, thì người ta sẽ tập trung tất cả những dữ liệu về đó, và thông qua cái việc là áp dụng những công nghệ mới như là trí tuệ nhân tạo hoặc là dữ liệu lớn, thì người ta sẽ phải phân tách và tìm ra được những cái thông tin có giá trị từ cái hồ dữ liệu này,
và những cái thông tin có giá trị này sẽ phục vụ cho chính cái việc là quay lại chúng ta làm thế nào để nâng cao được trải nghiệm khách hàng, làm thế nào chúng ta có thể mang được những cái sản phẩm dịch vụ mới tới cho khách hàng thông qua được cái việc là hiểu biết khách hàng dựa trên dữ liệu của mình. Thì đấy là những trong những cái hướng tiếp cận với rất nhiều doanh nghiệp hiện nay khi người ta xây dựng về cái hệ thống công nghệ thông tin của người ta. Thì toàn bộ ở trên đây là cái phần nội dung trình bày của tôi trong cái chương trình ngày hôm nay. Dĩ nhiên là do thời lượng có hạn và cái nội dung thông tin cũng khá là nhiều thì nó cũng mang tính chất là gợi mở ban đầu cho các anh chị. Rất hy vọng là dựa trên những cái tổ chủ đề mà hôm nay chúng ta đã nêu ra với nhau thì các anh chị cũng có thể là tìm hiểu sâu thêm thông qua những cái phương thức trên